Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 4 mới Global Success. Và hôm nay chúng ta qua cái bài số 5, Unit 5, Thing I Can Do, Lesson 2. Trong Lesson 2, các bạn học thêm được những cái từ vựng như sau. Play badminton, chơi cầu lông. Play football, chơi bóng đá. Swim, là bơi. Roller skate, là trượt patin. Cook, nấu ăn. Draw là vẽ. Ok, chúng ta đọc lại nè. Play badminton, play football, swim, roller skate, cook, draw. Rồi, đọc lại. Play badminton, play football, swim, roller skate, cook, draw. Rồi mẫu câu của chúng ta. Chúng ta học mẫu câu là Can he swim? Anh ấy biết bơi không? Anh ấy có thể bơi không? Can he swim? He là con trai, anh ấy, ông ấy, chú ấy, cậu ấy. Can he swim? Yes, he can. Anh ấy biết bơi không? Yes, he can, có thể. Can he cook? Anh ấy biết nấu ăn không? No, he can't. Không, anh ấy không thể. Và chúng ta có thêm cụm từ phía sau. Bird là nhưng nè. Vậy nè. Bird, he can draw. Nhưng anh ấy có thể vẽ. Nha. Chúng ta đọc lại. Can he swim? Yes, he can. Can he cook? No, he can't. But he can draw. Hoặc là nếu mà khi người ta là con gái, cô ấy, chị ấy, bà ấy, can she cook? Con gái là sai si, con gái là sai hi. Can she cook? Yes, she can. Vâng, có thể. Hoặc là cô ấy không biết thì là no, she can't. Không, cô ấy không biết. But she can draw. Nhưng cô ấy có thể vẽ. Ok. Can she cook? No, she can't. But she can draw. Rồi, chúng ta vào bài đọc. Bài đọc bài số 3, bài số 1, trang 36. Can Link play badminton? Link có thể chơi cầu lông hay không? Yes, he can. Ok. Can Link play badminton? Yes, he can. Link có thể chơi cầu lông không? Có thể. Can she play football? Can she play football? Cô ấy có thể chơi bóng đá hay không? No, she can't. But she can swim. Nhưng cô ấy có thể bơi. Không, cô ấy không thể. Nhưng cô ấy có thể bơi. Rồi chúng ta qua bài 2. Listen fancy. Trong hình này chúng ta học thêm những cái từ như là swim. Swim là bơi. Swim. Roller skate là trượt patin. Cook là nấu ăn. Draw là vẽ. Nhá. Rồi chúng ta có swim, bơi và yes, chúng ta ráp vô đây là con trai. Con trai thì chúng ta xài gì? Xài he. Can he swim? Yes, he can. Còn câu này, con trai đúng không? Can he roller skate? Anh ấy có biết trượt patin không? No, he can't. He can swim. But he can swim. Nhưng anh ấy có thể bơi. Rồi, câu này. Can she cook? Yes, she can. Can she cook? Yes, she can. Còn ở đây là gì? Ở đây là Can she draw? Cô ấy có biết bơi? Cô ấy biết vẽ không? No, she can't. But she can cook. No, she can't. But she can cook. Không, nhưng cô ấy biết nấu ăn. Rồi, chúng ta đọc này. Can he swim? Yes, he can't. Can he roller skate? No, he can't. But he can swim. Can she cook? Yes, she can. Can she draw? No, she can't. But she can cook. Rồi chúng ta qua bài số 3 là bài Let's Talk. Can he draw? Yes, he can. Can she cook? Yes, she can. Can she roller skate? No, she can't. Can he swim? No, he can't. Ở đây phải là gì?
là không biết chơi patin nhưng biết bơi đúng không? Can she run a skate? No, she can't. But she can swim. Rồi bài bên này là bài listen and tick or cross này. Rồi bỏ qua, chúng ta xuống bài số 5, look complete and great. Hình câu số 1, can she cook? Yes, she can. Câu số 2, can she draw? No, he can't. Hình số 3, can she drive bike? No, she can't, but she can swim. Hình số 4, can he play badminton? No, he can't, but he can roller skate. Bài số 3, let's sing. Think I can do, think they can do. Rồi, lesson 3 của chúng ta, listen and repeat. Yes. Can you draw? Yes, I can. No. 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 Can she swim? No, she can't. Listen and circle. Let's chant. Và bài số 4 là bài Drake and Teach to a Friend. I have three friends, Hà, Hoa and Rosie. Tôi có ba người bạn, Hà, Hoa và Rosie. Hà can play badminton. Hà có thể chơi cầu lông. But she can't swim, nhưng cô ấy không biết bơi. Hoa can drive a bike, but he can't drive a horse. Hoa có thể đạp xe, nhưng anh ấy không thể cưỡi ngựa. Rosie can play the piano, but she can't play the guitar. Rosie có thể chơi đàn piano, nhưng cô ấy không thể chơi đàn guitar. I can sing, but I can't dance. Tôi có thể hát, nhưng tôi không thể nhảy. We can own roller skate. Tất cả chúng tôi đều có thể trượt patin. Câu số 1, Hà có thể bơi. Sai, Hà không biết bơi. Đây, Hoa không thể cưỡi ngựa là đúng. Nè, Hoa đây. Hoa có thể đạp xe, nhưng anh ấy không thể cưỡi ngựa. Rosie có thể chơi đàn guitar là sai. Rosie có thể chơi đàn piano, không biết chơi đàn guitar. Tất cả bọn họ đều có thể trượt patin là đúng. Sai đúng, sai đúng. Rồi, bài let's try. Ai nhìn. I have two friends. Tôi có hai người bạn, Lucy and Ben. Lucy có thể chạy. But she can't ride bike, nhưng cô ấy không thể đạp xe. Ben có thể bơi, nhưng anh ấy không thể hát. I can cook. Tôi có thể nấu ăn. But I can't draw, nhưng mà tôi không biết vẽ. Rồi bài số 5 của chúng ta tạm dừng tại đây.